yêu em không? Em đẹp quá, anh sẽ cưới em làm vợ. Người đàn ông nào cũng sẽ nói như vậy. Chẳng qua là họ không ngờ, cũng có lúc họ thay đổi mà thôi. Sống và hạnh phúc trên nỗi đau và sự mất mát của người khác chắc vui. Ơi, nếu mà tao còn thấy bản mặt của mày, tao thề tao sẽ giết chết mày đó. Chồng đẹp là phải hiểu cho kỹ. Bà quen với anh Thắng hả? Không có. Tao không tin anh Cường là người như vậy. Chừng nào mày thấy hai tụi nó ngủ chung với nhau mày mới tin hả? Bạn của ba thấy người tình của ba. Ê, mày mất dạy. Tôi chỉ nhục ba như vậy vừa lòng chứ? Người làm mẹ đau lòng nhất là ông đó. Sớm anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã cướp mất của tôi. Anh xin lỗi.